lần nữa. Ok, giỏi, trông đẹp trai đấy. Đây, ở cái vị trí này mọi người nhìn thấy là gốc cây các thứ nó trơ lên một cách rõ ràng. Xin chào mọi người nhé, mình Quyết Bonito đây. Xin chào mọi người. Quyết với Quỳnh vừa xuống dưới này nhìn ở đây nhưng mà có vẻ như hôm nay chưa thấy nhà 8 làm thêm thế nào. Không biết là các bạn là nhà 8 lại đang tiếp tục làm với nhà Antonio Maria hay không thì không biết. Tình hình là chỉ thấy mỗi ở bên này thôi. Tức là do mấy ông chồng thì đang bận cuốc đất ở kia kìa để ngăn suối kìa. Thế là mấy bà vợ thì chưa thấy cuốc đất gì cả đâu mà có vẻ như là đang tập trung để ấy sao ấy, tập trung để tưới rau nhà bên nhà Maria sao không biết. Bota đi. Tudo bem? Dizeza. Você não cavale. Você não trabalha no teu terreno. Đồ ăn mình cầm xuống, Quỳnh hôm nay Quỳnh có thời gian Quỳnh nấu luôn cho các bạn ấy. Đây mọi người, đây là cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Quỳnh nấu sốt vang mọi người, đang còn nóng lắm. Nóng. Để mang cái bao tay xuống này. Sốt vang với lại bánh mì nha mọi người nhá. Hôm nay trông ở đây sạch sẽ hơn nhỉ? Bota đi. Obrigado. Ok. Ông chào đi. Ngại cười. Ừ, xinh nhá. Tá bom à? Acorda agora. Hả? Ờ, gây gắt à? Quỳnh con đâu rồi? Quỳnh con đâu? Gật gật cái gì mà gật gật? Không phải nhảy. Chào chào nè. Ok, đã vâng rồi. Đi đây xem nào, xem tình hình hôm nay các bạn đắp suối như thế nào nha mọi người nhé. Đây là các bạn đang bơm cái này đi để em chuyển nước đây này. À, chuyển đất đây này, đang bơm cái xe rùa để chuyển đất. Làm sạch cái chỗ này đi để lấy cái đường đi chuyển đất đây. Hôm nay nước có vẻ tràn nhiều, các bạn ấy thả nước nó chảy khá là nhiều cái ống ấy. Thấy ở dưới kia chảy ầm ầm ấy. Trong khi vừa thả nước mà ở cái chỗ này nó cũng vừa dâng lên đấy mọi người ạ. Hôm nay các bạn ấy làm được lên như thế này là cũng tương đối cao cao rồi đấy. Mà đây mọi người trông nó chảy này, chảy mạnh chưa? Chảy như thác ấy nhỉ? Một cái thác mini. Nó chảy nhiều lên này. Chảy hơi ác đấy nhỉ? Antonio quên rồi, bảo nâng cái này lên để che đây thì Antonio lại quên rồi. Nâng che này lên chưa? Đắp vào đây. Chẩn này vào. Ồ, chảy ghê ấy nhỉ? Đầu ống rồi. Đó nghe vẻ ok hơn đấy. Nhưng mà cứ đậy lại để cho nó nước nó dâng lên đi chứ nhỉ. Chảy thế thôi chứ mấy. Chặn lại nó chứ. Nước hôm nay em cảm giác trong ấy nhỉ. Đúng rồi, tại vì là mình làm sạch cái chỗ này đi thì nó cũng trong hơn mà. Hoặc là nước nó cũng xong rồi, nó đúng rồi, hôm qua các bạn đi chặt cây xong rồi dọn cả lá, mấy cành củi ở khu này nữa. Nước ở phía xa kia nhìn nó cũng dâng lên nhiều rồi đấy. Vâng, mới có thể là đây sâu hơn nên là nhìn trong hơn. Làm cái này mùa mưa nước nó to thì có sợ nó hỏng không anh Quyết? Không biết. Chưa biết. Đợi mùa mưa. Đợi. Nhưng mà nhìn khá là vững này. Chưa biết. Đợi xem nhé mọi người nhé. Đợi xem Quỳnh, đợi xem câu hỏi của Quỳnh nó diễn ra như thế nào, xảy ra như thế nào nhé. Câu hỏi của Quỳnh là Quỳnh đọc được một số các bạn lo lắng. Đây bây giờ là
do là ở xa đấy mọi người. Các bạn ấy đào cái hố này thì nó xa hơn so với cái khoảng cách đến suối ấy, cho nên là các bạn ấy phải sử dụng đến xe rùa. Hai người cuốc, một người cuốc, một người cho đất và một người vận chuyển. Dạo này mọi người không thấy có vợ tông ở dưới này bởi vì là bữa vừa rồi là các bạn ấy ở dưới đó, thế xong rồi là có xảy ra một số vấn đề giữa tông và vợ tông, là nói chung là vợ tông là vẫn không thích ở dưới này, vợ bạn ấy không thích ở dưới này, và có đồng quan điểm của mẹ vợ bạn ấy là không muốn vợ bạn ấy xuống dưới này. Thế cho nên là mẹ bạn ấy cũng nói thẳng với tông là vợ con tôi là không phải là để đi xuống dưới rừng ở đấy. Thế cho nên là vợ bạn ấy đã cùng con đi lên trên phố, còn để một mình tông ở dưới này một mình đấy. Tình hình là chỉ có đơn giản như thế thôi. Còn là mọi người xem video lâu thì mọi người cũng thấy đấy, bạn ấy là có vẻ như là không thích hợp với cái việc mà lao động ở dưới khu vực nương rẫy như thế này. Thế cho nên là mấy hôm trước thì bạn ấy đã đưa con về trên phố rồi. Mấy hôm vừa rồi thì tông cũng rất là buồn, mà cứ nhắc đến hỏi vợ đâu là coi như là mặt ông méo sạch. Thế cho nên là bây giờ là tông khả năng là chỉ cũng có một mình làm việc ở đây thôi. Đấy. Nhờ tông đẹp trai nhờ. À, vẫn đẹp trai anh mà. Bonito nhờ. Ừ. Tông phần hồng. Anh nói thì đưa mình thành frio. Ừ, tôi có bé thì phải không? Ấy. Để phải mà. Ừ. Giá tên có bé ta, nên nếu tên nem nem brisa mai na đà nè. Nè, nó sẽ. À, mua nào. Nó đau tí mà thôi, không cần vợ nữa. Không quốc nổi nữa bây giờ. Buồn quá, không quốc nổi thế. Ali lanh bay xuống ra tanh PC. Ali. Nam mandi ven là. Essa pesce non cresce. Você apanha sem já já que já 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 tem uma que de prato. Dưới cái ống nước chảy xuống nó đã có cá bơi đấy rồi mọi người. Ở đây toàn kiểu cá còi, cá bé tí tí. Lâu lâu rồi chúng ta lại đi vào trong này để xem là cái tình hình dưa chuột ở chỗ này của các bạn ấy nó như thế nào rồi. Nói chung là cỏ thì lên cũng nhiều, dưa chuột lên tốt nhưng mà cỏ lên cũng khá là ok. Quỳnh đang ngồi nhặt cỏ à? Quỳnh ngồi nhặt cỏ, bắt đầu có cỏ rồi. Yeah. Ngồi đây, anh tưởng em đi đâu rồi chứ? Ngồi đây tranh thủ tiện tay nhặt cho các bạn ấy luôn. Ừ. Cô... Maria trả công ý còn gì nữa. sau ra dưa chuột kiểu gì Quỳnh cũng được quả mà. Cũng được gà ăn mà. Ở đây rau cải cũng đang bắt đầu lên này, cải củ đang lên rồi đấy. Cải củ đang lên đấy. Và vừa... cũng vẫn như là tiến độ thôi thì cỏ lên nhanh, không kém gì cải củ, lên nhanh hơn cải củ. Tức là cái khoảng này nó sẽ lên cùng tuổi với nhau, nhưng mà sau một đợt này khi mà cả hai cùng lên mình dọn cỏ một đợt đi thì là lúc đấy là mình vun đất và là lúc đấy hết cỏ. Cây chỉ có trưởng thành và ra củ thôi. Chứng tỏ là cái đất ở đây nó tốt cho cỏ nhỉ. Tốt kinh khủng nhỉ. Bao nhiêu năm nay mà những cái hạt cỏ ở đây nó rất là nhiều, nó cũng đang rất là nhiều, rất là tốt. Những cái hạt mà nó chín nó rụng xuống bây giờ nó quá là ổn, quá là tốt cái hạt cỏ đấy mọi người. Thì chỉ cần khi có ẩm vào là nó sẽ lên như mạ vậy. Đây này mọi người xem này. Nhìn xa xa xanh gì mà toàn là cỏ thôi. Tưởng đâu là rau nhưng hóa ra nó là cỏ. Rau cũng lên nha mọi người nhá. Hạt cũng tốt đây này. Đây là cà rốt này. Bên dưới này có điều là cỏ cũng lên. Quỳnh tiện thể Quỳnh đi nhổ cỏ được bao nhiêu thì nhổ. Với lại mình cũng xem luôn là có cái vấn đề gì không. Cây cối của các bạn có vấn đề gì không thì mình bảo bạn đi luôn. Để tránh sau nếu mà để ví dụ như là tưới nhiều cỏ nữa, tưới như mạnh quá hay là dập cây hay là như thế nào đấy thì mình cũng biết ngay này. Mình nhìn bạn ấy mà thấy nó mọc không đều thì mình cũng phải xem là có vấn đề gì không.
chắc hôm sau phải huy động mấy đứa trẻ con ra đây đi nhặt cỏ. Vâng, đây là hành này, hành thì bên này của nhà Maria lên sớm hơn so với lại nhà Tông. Đây cái hạt của nó đây này. Maria vào đủ ơi. Maria vào đủ. Hôm nay Maria vào đủ buồn thế nhỉ? Không có bạn chơi. Không có bạn chơi nhỉ? Mà cái võng có không nhỉ? Không có bạn chơi thì ông đi chơi với tôi. Dạ, Maria vào đủ. Ai đội cái mũ cho đây, đội cái mũ của bố à? Hả? Rồi đợi đi, nào đi chơi với tôi. Nào đưa tay đây. Đam Mao. Đi chơi với tôi. Nay trông rất là sạch sẽ. Maria vào đủ tự rửa tay, tự rửa mặt ở kia kìa. À. Đi, ông đi chơi với tôi. Để cho mẹ làm việc. Ok. Hai bác cháu ta đi chơi để cho mẹ làm việc. Ok. Nha. Yeah. Cười cái nào? À, ăn bánh mì không? Bánh mì nhá. Giật giật à. Lấy bánh mì ăn nhá. Ok, em lấy bánh mì ăn nào. Đi nào. Đi. Nay Quỳnh con không qua đây buồn thế không biết nữa. Nhỉ. Yeah. Chán. Buồn quá. Đi vào đây. Quỳnh con thì lại rồi, bánh mì. À. Có kẻ để có thể nói chuyện được đấy. Lấy cho Marie vào đủ ăn trước. Anh lấy cái thìa đâu nhỉ? Cái thìa. Ôi, ong kìa. Ong là muốn thịt à? Muốn thịt à? Cho khoai tây anh ạ. Khoai tây khả năng là cháu nó thích. Cái này thì Quỳnh cũng không cho ớt cay tí nào cả đâu. Đầy đủ gia vị hết mọi người ạ. À, quế, hoa hồi, à, ở nhà mình những cái đồ đấy lại đủ. Nhà mình làm. Mình đợt trước mình cũng có làm món này cho ở nhà Antonio ăn rồi. Được cái mà làm món này nó kiểu đủ gia vị ấy, có sẵn ấy. Mình cũng thích okay. Làm hơn. Ở đây các bạn cũng thích ăn. Maria vào đồ rửa tay chưa? À, lavamao chưa? Lavamao chưa? Xem nào, xem tay có sạch không nào. À chà. Ừ, rửa đi. Ôi. Giỏi quá. Rửa tiếp đi, rửa tiếp đi. Ừ. Được đấy. Hả? Ok. Xoay xoay tay. Ừ, tay sạch vết đây đây. Nào, rửa tiếp đi, rửa sạch vào. Ừ, gật gật. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Sạch chưa? Ra limpu. Rồi á, repeat đi. Lại một lần nữa. Ok, giỏi. Trông đẹp trai đấy. Đau không? Nào, để lau tay nào, xem có cái gì để lau tay nào. Đây, lau bằng cái áo của em nào. Đây. Ok, lau đi. Trông xịn sò chưa? Trông cái mặt đẹp trai ra phết đấy. Ừ, được rồi, ok. Nào, tơi gà này. Nào, pha la cô mủ. Obrigado. À, ok, Agora Sentaki cô mẹ nhé. Sentaki, Senta. Ôi, sao lại có xương gì đây? Sáng biết là các vị ăn thịt gì đây mà có xương đây. Như xương gà ấy. Rồi, ok, Senta la. Dạ. Cô mẹ bên ra. Ừ, ok, ăn đi xem nào. Cô mẹ Saki này, cô mẹ Saki nhé, cô mẹ Saki. Ok, dạ. Yeah. Ngon không? Đến mời chú Tông kìa, Tông cũng làm đi. Vì đi chú Tông kìa, Tông có mẹ không? Phen con ta Tông có mẹ không? Tông đập poi á. Tông đứng rất rãi rồi. Tông thế nhưng mà tính còn trẻ con lắm. Háo ăn lắm. Háo ăn kinh khủng. Rồi. Cháu bé nhất nhà cháu được ưu tiên nhỉ? Đúng rồi, thế ăn đi, em ăn ngoan đi. Rồi, giỏi lắm. Ăn ngoan đi nhá. Đúng rồi, bác sĩ Quyết dạy ăn từ đầu đằng đấy. Vậy là em cũng ăn từ đầu của cái bánh mì luôn anh Quyết ạ. Ờ. Ừ. Ăn đúng cái chỗ mà vừa ăn rồi. Rồi ăn đi nhá. Ừ. Để em bé ngồi đây ăn đó. Antonio, potesea amanya ra tên cư planta. Eu visita já agora aquele que couve. Essa aqui. Sim. Amanhã essa tempo. De manhã trabalha outro. Essa tempo tem que usar pronto terra para plantar.
chỗ rau cải của các bạn ấy, mình vừa xem lại được cái chỗ rau cải này là trồng ra được rồi đấy mọi người ạ. Nó lên, cải nó lên nhanh lắm, mùa này đúng mùa của nó ấy. Cái này là cải cành hồng ấy. Đây, như thế này là trồng ra được hết rồi này. Nếu mà có nhiều, mình cứ lấy một đám ra, còn lại bao nhiêu mà để nó lớn, mình cũng có thể mình ăn được ấy. Đây đúng cải ngồng luôn, nên mọi người nhìn này, cái thân của nó đã to. Nó lên này, nó mập hết rồi. Mập này. Ôi, cảm giác như rau cải ngồng này rất là hợp với cái khí hậu bên này luôn ấy mọi người. Nhìn cho nó nên là phải trồng ra sớm này, Maria, mập. Amanya, Podiza, Tanku, Planta, Esa. Cái này thì phải đợi vài ngày nữa cũng được. Cái này nhưng này trông cũng đẹp đấy. Ừ. Trông cũng đẹp đây này mọi người. Tạm ok rồi nhưng mà đợi vài ngày nữa cũng không sao. Có bị sâu ngay, cái lá này bị làm sao đây? Sâu đấy, cái này là sâu. Hôm qua anh bắt rồi. Bắt được một con này. Mấy con ấy, sâu con ấy. Cái này hơi thiếu phân một tí này. Mình sẽ đi tìm phân thì mình sẽ mua phân thì mình tưới ở cho cái này một tí này. Cho nó khỏe khỏe nó một tí. Trông hơi bị thiếu phân một tí. Lúc nãy chúng ta đến thì thấy vợ của bạn Tám thì bạn đang rất là bận rộn trong cái công việc mà giặt quần áo, giặt đồ ấy mọi người. Nói chung là bạn ấy làm được phần nào thì làm thôi. Cái quan trọng là mình ưu tiên cho các bạn ấy là cái vấn đề là ở đây phải thật thà. Phải thật thà, phải chăm chỉ, phải cố gắng. Còn các bạn ấy làm được nhiều hay được ít thì đầu tiên cũng chưa quan trọng bởi vì là bạn đang có con nhỏ ấy, bạn chăm sóc con nhỏ ấy. Nên là ngoài cái việc giờ chăm sóc con ra thì bạn làm được bao nhiêu thì làm. Đây này, của mình cũng có hỏi là vì sao mà ở đây các bạn đi làm lại chậm thế, thì bởi vì là Tám thì cũng đang làm cùng với Tông với Antonio ở kia. Thế xong rồi là còn một mình vợ bạn ấy thì mấy đứa con nhỏ đến thì giặt quần áo suốt. Thế xong rồi con thì đòi bú, với lại là lúc khóc, lúc ngủ, lúc tỉnh. Thế cho nên là bạn ấy chỉ là tranh thủ thời gian. Đấy, sắm cho đôi giày này đẹp. Esa sapatu anda ben ấy. Sapatus anda ben. Si. Em mu ben. Si, no pizza nada ấy. No. Ok. Tự nhiên lại có cái quần hồng giống ông Tông. Mai bảo ông Tông ông đổi cái quần hồng cho ông Tám. Thế cho nó hợp. Hai vợ chồng mặc bộ hồng luôn. Còn ông Tông thì bỏ luôn cái thương hiệu hồng đi. Hôm nay thì Antonio sẽ tiếp tục đo cái chỗ vùng đất đã phát cỏ rồi mọi người, để cho anh bạn này thanh toán cho bạn đi nhé. Mấy hôm vừa rồi thì mấy người trước thì chúng ta đã thanh toán hết rồi, bây giờ là tiếp tục anh bạn này, mình sẽ đi ra cùng. Nhân tiện hôm nay đi đo đất ở đây với các bạn ấy, thì mình cũng đi xem tình hình là ở những cái phía bên trên kia các bạn đi phát như thế nào. Từ cái hôm mà các bạn đi phạt xong ấy, mình cũng không có thời gian để đi qua để xem tình hình ở trên đấy thế nào cơ. Cũng chưa biết là các bạn đi phát để chạm tới cái vè đất hay chưa cơ. Những cái chỗ này này, những chỗ này chưa dọn bởi vì là mọi người nhìn thấy ở trong cũng có sắn của người dân người ta trồng đấy. Đấy, thế nhưng mà có vẻ như người dân người ta trồng cũng không hiệu quả. Những cái nhà này thì từ cái lúc mà mua đất đến bây giờ này cũng chưa gặp người ta cơ, chưa biết người ta là ai cơ. Chính vì thế là cỏ vẫn là còn nhiều cái này bởi vì người ta không có dọn mà. Antonio aquí ya capi hasta que termina. No fin. À thế là Antonio bảo là đi ra. À, Antonio bạn đi bảo là ở phía trên này là phạt hết đến vè rồi đấy mọi người. Phạt hết đến vè đất phía trên rồi đấy. Đi mọi người thấy là sao sạc sao sạc. Đây, cái vè đất lên trên chỗ phía cây cỏ đây này mọi người này. Còn ở phía kia đây, mọi người nhìn thấy nó vẫn lấp ấy, những cái cây to, những cái cây thân gỗ to này các bạn ấy không chặt được, các bạn ấy phải phát ở phía dưới đây, gọi là tương đối sạch, chưa thể sạch hẳn được. Bởi vì để mà dọn sạch hết cái ở chỗ khu vực này thì cũng mất khá là nhiều thời gian đấy. Thì có những cái cây lâu năm, để lâu rồi dân người ta cũng không có làm ở đây mà.
nên là thời gian chặt những cây to xong rồi là kéo ra dọn ra thì cũng hơi bị vất vả. Đây cái chỗ đất này là ngày xưa mà chủ cũ người ta có dựng ở trên này, xong là người ta sinh hoạt ở trên này, cho nên mọi người nhìn thấy có một cái vị trí gọi là khá cao, khá là bằng phẳng, khá là nhẵn. Đấy. Còn thiếu một đoạn phía bên này là chưa dọn này. Phía bên này. Hôm nay có vẻ như gặp chủ đất hàng xóm sao ấy mọi người ạ. Là các bạn ấy đang bảo cho Antonio cái vẻ đất. Thấy bảo là đâu hình như phát quá sang bên đất nhà họ ấy thôi. O como você liga para dono antigo? Đây, hiện tại là may mắn hôm nay gặp thêm cái ông chủ đất bên cạnh, thế cho nên là tiện đây để Antonio giải quyết luôn cái vẻ đất với ông chủ đất ở bên cạnh nhé mọi người nhé. Đấy, ngày trước thì mua thì rất là khó khăn để mà gặp được ông chủ đất ở bên cạnh, thế nên là hôm nay là may mắn gặp thì các bạn giải quyết luôn. Nói chung là ngày xưa ở đây đấy mọi người, người ta cứ dùng các cái cây người ta đo ấy, thế cho nên là nó cũng không được có thẳng ấy, thế cho nên là đất người ta cứ hơi vòng vèo giống như kiểu con rắn nó trườn đấy. Thế nên là cái mảnh đất này sau khi giải quyết xong thì nó sẽ không có theo được cái đường thẳng đâu mọi người, mà nó sẽ cua vòng ấy. Comprida? Yeah. Ah, tipo aquela também. Se você ver bem é direito, mesmo, com aquela palmeira é direito, então já que você volta, né? Yeah, yeah, yeah. Tá bom. Tá, já tá. Đấy, tình hình là ở đây vẫn phải đang đo đất bằng các cái mốc cây đấy cả nhà nhé, vẫn phải đo tính bằng các cái mốc cây đấy. Hoje em vim avisar Antonio que já estamos a terminar de cortar o pau. Sim. Cao gia đu kè motosera nè. Sim, sim, da motosera, sim. Ông Như Tồn về, ông chạy sang bên này, ông thông báo cho Antonio là đã cắt đổ cây gỗ ở bên kia rồi. À, caiu no casa? Não, não caiu, caiu de lado. À, caiu de lado à? Ok, tá bom. Ông thông báo là cưa đổ cái cây bên kia rồi, là từ cái cưa của Antonio, Tony Phong với các bạn ấy sửa đấy. Hôm vừa rồi mình qua đấy thì cái con sên nó bị cao ấy, cắt không vào, xong là Tony Phong đi mài lại con sên, thì hôm sau đấy cắt thì nó rất là ok và cái cưa nó hoạt động cũng khá là ok rồi. Nói chung là ông Antonio ông cũng có gặp được hên, gặp được may vì là có Tony Phong cũng rảnh rỗi, mà cũng đúng lúc mà Tony Phong cần đến cái cưa, thế cho nên là mới có thành dành thời gian đi sửa được, chứ không thì cái cưa cũng còn lâu mới sửa được. Bởi vì là lần trước mình đưa dây, đưa các thứ xuống cho Antonio, thế xong rồi bạn ấy tháo ra thì nó lại bong cái nò xo ra nốt. Thế cuối cùng Tony Phong lại mang đi để sửa, để lấy cái để dùng. Ô, mas é até, hey, veja nesse pau bem grande que tá passei ali, a demarcação até passei. Nó thấy được pau bên grande que tá ali embaixo. Đây mọi người nhân tiện ở đây đứng ở bên cạnh cái cây ổi. Bên cạnh cây ổi của các bạn ấy. Esse pau que tá ali embaixo, cái mùa này mọi người, mùa này ở bên Angola rất là nhiều các loại cây ăn quả, mà đặc biệt là mình thấy ở cái vùng đất của mình nó hay bị những cái con rệp như thế này, nó hút khô cả cây luôn nha mọi người nhé. Tất cả những loại cây cam, cây ổi các thứ, rệp rồi là bệnh phấn trắng, nó hút khô hết cả cây, tức là cái cây nó héo, nó hỏng hết cả cái cây này. Rất là nhiều luôn đấy mọi người. Đấy, đi vào trong này này, những cái cây to này, hôm sau Antonio phải vác cưa hết một loạt những cái này đi này.
Những cái cây thân gỗ không làm cái gì cả đây này. Rất là nhiều luôn. Được, cua vòng vèo. Đây, ở cái vị trí này mọi người nhìn thấy là gốc cây, các thứ nó trơ lên một cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Đấy, toàn những cái thân gỗ cây nông lâm thôi. Do là cái đất các bạn ấy phát cỏ như thế này nó vẫn đang còn rất là vướng ấy, nên là mất thời gian đo rất là nhiều. Các bạn ấy đi lại nó vất vả, nó khó đi ấy. Cho nên là cũng mất thời gian để đo đất ấy. Em dễ thương quá. Cô me đi. Bông không? Có ngon nhỉ? Ngon quá. Ngon này. Em gắt một miếng em lại cười một miếng. Giỏi quá nhỉ. Món thịt bò này à, em bé nhà bạn Tám à, ăn cũng rất là ngon nhé. Có vẻ cũng rất là thích đây này. Có vẻ rất thích món này. Ở trên kia anh tôi nữa đo lâu quá, thế xong là đi xuống dưới này để xem tình hình các bạn làm thế nào mọi người. Mari vào đủ có đồ ăn ngon nghe, các vẻ là tươi tắn lắm. Cho ông đi ra suối ông nghịch nhé. Ông đi tắm suối xem nào nha. Nay tắm chưa? Mari vào đủ ai ra bay nha. Ra bay nha hả? Đi, thế thì đi. Yeah. Ui giời, nặng chịch chịch. Vừa giặt mũ anh ạ. Thế à? Lấy mũ ra giặt. Đi nào. Đi nào. Hôm nay thiếu Quỳnh con cho nên là bớt vui nhỉ. Nhỉ, không có ai để nắm tay nhỉ, chán nhỉ. Đi ra xem suối, tình hình suối thế nào nhé. Tình hình là phải đợi Antonio đến thì mới đủ quân số để đắp thêm một hàng nữa. Chứ còn Tông với lại là Tám thì chắc là chỉ là vận chuyển thôi, làm chân vận chuyển thôi. Antonio làm sẽ cẩn thận hơn. Ok, Agora bye bye nha nhá. À, bye bye nha nhá. Ba nha không? Ba nha không kìa. Ra đây thích. Ê, Mari vào đồ ba nha. Bye bye nha. Gặt được không? Thế chưa rồi. Ai rủ cái gì cũng theo. Đấy, cho ra đây chơi. Thích không? Cười, hỏi là cái là cười. Bác sĩ xin chào mọi người này. Rồi, Maxi hôm nay trông rất là đẹp trai đấy. À, đến tầm chiều chiều này là Maxi cũng ra đây để phụ cho Maria tưới rau một chút, rồi là phụ một ít việc linh tinh ấy. Ôi giời, cái ống này thả nước nó chảy nhanh nhỉ? Thả nước chảy giờ nó cạn xuống đây này này. Cái ống này chảy khỏe phết đấy mọi người ạ. Ống này nó chảy khỏe, cái lưu lượng chảy nó chẳng khác gì cái lưu lượng mà khi mà chúng ta chưa đắp cái này luôn đấy. Đây là chảy cạn hết xuống này là cái lưu lượng trên kia xuống là còn không bằng cái ống này chảy ra đấy. Có liên quan đến cái kiểu áp lực đấy nhỉ? Đây. Áp lực nó đẩy mạnh nên là nó dòng chảy nó. Đây đang chảy cạn đến gần đến mép ống đến nơi rồi, nhưng mà cũng phải chặn lại một ít để cho nó lên chứ nhỉ? Cho nó lên để cho nó ngấm vào cái này này, nó ngấm vào cái bì để cho nó ném xuống ấy. Tapatubu. Chặn cho nó chảy xuống ít vừa thôi. Bởi vì là Maria ở dưới kia đang phải ấy. Maria đang phải lấy nước tưới cây cho nên là vẫn phải thả xuống. Càng lớn càng đắp lên cao thì cái thời gian để đầy cái này càng lâu, bởi vì là lưu lượng nước thì chỉ có như thế thôi, nó không thay đổi. Bên này nó có chỉ giảm đi thôi. Nhưng mà ở phía trên thì nó càng ngày càng rộng ra, thế cho nên là nó sẽ bị mất rất là nhiều thời gian để đầy. Levanta mão. Para assim.
pha sinh. Ok, a sinh em, a kỳ. À. Đói tres na. Ui đẹp thế. Bonito. À, bonito không? Bonito không? À, bonito nha. Yeah. Chị thích chụp ảnh nữa, bonito. Ok. Bonito ấy. Nha. Nào, lại nào. Đói nào, gì nào? Đen tí đâu? Đen tí. Đen tí sai đen tí. Ok, a sinh đúng rồi. Tao không giờ. Này, ui. Fail nhỉ? Hả? Em fail. Em fail nè. Sướng gọi bác đến rồi gọi chụp ảnh đến ngay. Nó fail. Bonito. Ra para comer y tông tạm. Vâng, comer đi. Comer happy đồ đi. Vậy, các bạn đi làm bây giờ đến giờ nghỉ để ăn nha mọi người nhé. Hôm nay mới được một ăn. Cân rưỡi thịt bò ấy, không phải phải đến nửa cân khoai tây mới lại ấy, là nhiều lắm. Quỳnh sẽ phải chia lại cho bọn trẻ con ở nhà nữa, hôm nay nó không đến. Yeah, đó cái nồi hôm trước Quỳnh mang xuống. Dạ, boa tarde. Dạ, tôi bên, ok. Ông em của Antonio. Dạ. Ok. Ok, desculpa. Dạ. Ok, boa tarde. Dạ. Mấy ông em xuống dưới này để chơi thăm ông anh đấy. Já havia muito tempo. O Max se nos dissesse que estava aqui. Se ele nos dissesse que estava aqui, viríamos com ele. Coisa, tá bom. E ele só, deixei Maomé lá em casa. Essa é a para a criança. Tá aqui. Don Nivaldo, senta. Thế là bên này khách đã đến là có đồ ăn cùng rồi đấy. Này hơi đông vui. Você senta também já? Para comer já? Ăn hai cái rồi mà bây giờ cầm bánh mì còn thích à? À? À, ngon không? Ừ, gostoso. Sướng. Nhảy. Tá bom. Này, Maxi senta comer ya. Comer junto com a carne e a coisa, ya. Cái này các bạn đã biết thừa rồi. Vâng. Rồi Antonio ăn sau thì vẫn còn đồ ở trong này. Tí nữa Antonio ăn sau cũng được. Tại vì còn mỗi Antonio thì mọi người cũng đói rồi đấy. Nên để mọi người ăn đã. Antonio chắc đang đứng đây tính tiền nữa. Dolivaldo lại ăn tiếp được rồi. Ăn giỏi nhỉ. Marivaldo. Marivaldo đấy. Marivaldo. Bây giờ ăn của thợ hơn. Suốt ngày quên tên Marivaldo. À, Marivaldo. Ê boa. À? Ừ. Comida boa. Boa. Ta ngon hả? Marivaldo nhà. Eu cozinha da manhã até à tarde. Demora muito tempo. Anh quên ăn không? Không, không ăn. Anh cứ không ăn. Quỳnh ăn đi, hôm nay không ăn đấy. Nay mình không ăn mọi người ạ. Nay mình không ăn. Để cho Quỳnh ăn, Quỳnh nấu rồi. Bây giờ nay Quỳnh ăn thử đi. Ở nhà mình có ăn thử rồi. Quỳnh ăn bánh mì không thôi. Essa me tem muito coisa ali dentro. Desibri. Essa come? Come essa? Vai ter mais força do que do cuidado do Maria. Cười gì? Então, que muito cansado, ấy. Quando usa muito força. Tám cười gì? Ông thì gì? Tao thì kể. Momento ainda.
Ông tám con, ông tám con ông ăn ngon lành. Hả? Ăn đi, tôi không nói chuyện đâu. Ăn xong rồi tôi mới nói chuyện. Ok. Ăn gần đây con ong nó lại đốt cho. Gật gật. Muốn tôi cùi à nè? Muốn tôi cùi à nè? À, ta cùi à. Ăn đến cái thứ ba là vẫn còn ngon. Tạm biệt anh à. Để con cho la thêm. Come devo pagare? Don ta tristi. Tristi con comida. Don tra ta fallo voce ta tristi. Ta falla ta come devaga devaga. Sta quasi sola. Maxia. Đúng là bên này ăn nhanh hơn này, đĩa đã hết trước rồi. Bên kia hai bạn nam các bạn ăn còn chậm hơn. Ngon không à Maxi ơi? Ngon lắm à? Hai vị khách từ từ mà hết hết. Então é tão sente como com primeiro vez comer essa comida. É mesmo, sempre ngon. Você sempre fala ngon. Eu quero você falar verdade é tipo do que do saboroso dele. Como? Sempre você vai falar ngon. Agora você fala que saboroso é essa como? Tá gostoso, doutor. É mesmo, gostoso, mas que é? Gostoso como? Sempre fala só gostoso, todo mundo... Tipo, falta sal ou... Não, não, não falta. Tem um sal da medida. Sal da medida. Tudo na medida. Tudo tá na medida. Um pouco de cachimbo aí para fazer um pouco de chão na barriga. Não tem que sentir estranha como... Não, não, só sentir estranho. Porque essa tudo tem muita coisa que é estranha do angolano, não é? Uma coisa estranha... Ah, é quá ruim. Quá ruim. Não, doutor, tem muita coisa estranha, mas... Tudo que tá estranho também tá bom, por isso que... Porque é vitaminoso. Todo mundo fala só que tá gostoso. Olha aqui, eu não conheço esse. Essa não é sabe língua português. Não. Aqui não tem, mas não tem. Esse é para bom cheiro. Cheiro bom. Para será bem. Será bem. Ah, para dar cheiro. E tam senti como? Sentamos, tá o mesmo sabor que eles sentiram. Não, é mesmo, mas o sabor que tá sentindo é mais do que a do cachimbo. Aqui pau mais gostoso ou carne mais gostoso? É carne. Carne é mais gostoso. Maria, Maria, pau mais gostoso ou carne mais gostoso? Carne. Então você gosta mais do que do pau? É carne, você gosta mais do que do pau, não é? Sim, carne é mais do que de pau. Porque você gosta muito carne. Não. Carne tem mais vitamina, doutor. Carne tem mais vitamina. Essa pau também tem muito vitamina. Não, pau não tem vitamina. Não, mas biết là các bạn ấy thích ăn thịt nhưng mà mình cứ hỏi trêu đấy mọi người. Vì là ở đây ấy, các bạn ấy là cũng ăn bánh mì thì nó quá là nhiều rồi, còn thịt bò và những cái lúc mà thịt bò rồi những cái miếng thành tảng thành khối thì các bạn ấy ít khi được ăn lắm. Những thịt bò nạc các thứ là các bạn ấy gần như là không có tiền để mua ấy. Các bạn ấy đi mua ở trong các quán ấy chủ yếu là mua toàn lẫn xương xong về là ninh. Em mát thịt. Em mát thịt vào. Marinho, né? Mát Marinho dá, né?
Não, não meter no pé, não meter no pé. Então tudo é quanto, com quanto? 33.000. Của cậu này là 33.500. 33.500, né? Ok. Đây là hôm nay là phần phát cỏ của cậu này là đến 33.500 con giác mọi người ạ. Nên cái phần phát cỏ của các bạn là cũng từ hôm đấy đến hôm trước đến bây giờ là trả tiền các bạn ấy tính là cũng phải đến hơn 100.000 rồi đấy. Ele trabalha rápido e às vezes trabalha 4 dias de uma vez e não pede. Quando você pede, pode contar, né? Se você trabalha um dia, outro dia, quando você tem. Aqui vem uma gente. Hết tiền luôn. Đây là các bạn ấy phát như thế và vẫn còn chưa xong cỏ đâu mọi người nha. Còn một phần nữa, còn một phần cỏ nữa. Một phần cỏ nó mới xong được. Antonio về đây thì hết thức ăn rồi. Hôm trước một lần nhiều nhất là đã hơn là 73.000 rồi, mới lại và mấy lần này nữa là đã hơn 100.000 rồi, phải đến 150 rồi, đến gần 200.000 quan rồi. Đấy, tiền phát cỏ nguyên đất đấy mà tiền phát cỏ cũng khá khối đấy. Thừa. Thừa. Ê, con ta lại đi. Ừ, ok, ta bồng. Ừ, ừ, cabeça ra đâu ta bồng vậy. Được rồi, thế được tốt, mình lại trả thừa ra nữa chứ. Rồi. Como assim comigo aqui? Ele, esse 5 mil vai ficar conosco, ele vai vir para procurar ali até aparecer, só assim que vamos lhe dar. Sim, o 5 mil. Ah, aquele... Também 5. Ah. Do Lima, né? Sim. Lima. Ah, ah. Eles me deixaram perder fora do terreno, está mesmo dentro. Está dentro do terreno, okay. Mas ele tá, quando está procurando, está aparecer, então ele vai voltar um dia, vai procurar. Quando aparecer, toma outro 5 mil. Ah, ok. Ah, é mesmo assim? Tá bom, não. Não está bom. Não está bom, como é, tá você bom. Deixou para tá bom, mãe. Mesmo, boa. 5 mil é muito. Não. Não, é de você, é quando você devolver é aquele só. Não, não perder, não perder. Entendeu, né? Tức là Antonio bảo là giữ lại 5.000 quan bởi vì là các bạn này đánh mất cái đá viên đá mài của Antonio mà trước khán giả Việt Nam gửi cho bạn ấy. Để lấy lại giữ lại để khi nào mà các bạn đi tìm thấy cái viên đá mài thì quay lại trả viên đá mài thì các bạn sẽ trả lại 5.000 quan đấy mọi người ạ. Đấy, cái quan trọng là giá trị của viên đá mài thì mình cũng không biết nó là bao nhiêu. Thế nhưng mà cái trách nhiệm các bạn đi đánh mất nên là Antonio bạn phải giữ lại 5.000 để khi nào các bạn tìm lại để trả lại cái 5.000 này cho các bạn ý. Tức là phải để, cho các bạn ấy phải có một cái trách nhiệm đối với cái của cải của người khác đấy mọi người. Thế là anh bạn này vẫn đang chưa ưng ý bởi vì là giữ lại 5.000 quá nhiều. Thế nhưng mà cái vấn đề là anh cứ tìm lại được cho tôi thì tôi trả lại 5.000, có mất của anh đâu mà anh phải lo, ý là như vậy thôi. Ok nha mọi người, đây là tình hình là như thế. Hôm nay chúng ta giải quyết xong thêm một phần tiền phát cỏ cho các bạn ấy là như thế. Bây giờ là các bạn ấy ăn uống cũng xong rồi, Quê với Quỳnh sẽ đi về bây giờ đây. Antonio sẽ ăn sau, các khả năng Antonio sẽ đi về ăn với trẻ con nhỉ. Rồi, vẫn còn ở trong nồi mà. Ok nha, video này sẽ kết thúc ở đây nha, xin chào mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người nha. Ok, các bạn ấy ăn xong, các bạn đang mải mê nói chuyện đấy. Nói chung thì là các bạn ấy ông qua đi ba đùa đấy, tới cho mọi người xem ông qua đi ba đùa đang đấy, ông cái này ông chào ông cười ăn no rồi ngồi trông em đấy, cho mọi người xem là từ lúc mà có cái chiếu này trông nó sạch sẽ hẳn đi đấy. À, chào đi. À, cười gì, chào đi em bé, ăn cười kìa bé cười thái chào nào amanhã com em ai hả nha, amanhã com em ai xin đấy em tao phải chào nào. À, ok, tá bom, rồi. Bye bye mọi người nha.